xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với lượt trận tiếp theo của nội dung Đô Nam 1850, và đây là bình luận viên Bobo. Và bình luận viên anh Duy Tóc Dài đã tạm nghỉ ngơi sau hai lượt trận làm liên tiếp rồi. Vậy như bình luận cho Lý Hoàng Nam thi đấu và lượt trận đối đầu với Từ Lê Khánh Duy. Có vẻ hơi mệt mỏi nhưng mà đấy chỉ là nói đùa mà thôi. Anh Duy Tóc Dài bây giờ đang về và lấy một dàn máy để set up cho dành cho chị em ngày hôm nay. Các chị em thi đấu nội dung 1.300 điểm, các bóng hồng được xuất hiện tại sân Lan Anh vào chiều ngày hôm nay. Và đó là tình huống giật lưới trước đó, và Lâm Gia Lai cũng có một tình huống giật lưới khá may mắn và một cử chỉ giơ tay xin lỗi khá lịch thiệp đến từ Lâm Gia Lai. Và cặp đôi ở phía gần màn hình quý vị và bạn, người đang xuất hiện trên màn hình đó là Lâm Gia Lai và Phong Bình. Còn người đang cầm giá bóng ở trong một trang phục cực kỳ quen thuộc, quần đỏ áo trắng đỏ, đó là màu áo của team câu lạc bộ Thành Công Đắk Lắk, với sự xuất hiện của Tất Thái Nguyên cùng với Toàn Đất Việt sẽ thi đấu nội dung Đô Nam 1850 này. 040. Và ngay trong game đấu đầu tiên thì cặp đôi của Phong Bin và Lâm Gia Lai đã có cơ hội để có break ngay trong game đấu đầu tiên. Game đấu mà kèo mạnh hơn là Tất Thái Nguyên cầm đá bóng ở trong game đấu này. Rất dẻo đến từ Lâm Gia Lai. Bóng vẫn còn. Và đó là tình huống smart không thành công. Smart phòng không thành công đến từ vị trí của Phong Bin. Và có vẻ như tình huống vừa rồi Phong Bin cho rằng đó là một tình huống bóng ra ngoài sau cú cứu bóng vừa rồi của Tất Thái Nguyên. Vừa rồi là một tình huống relay lại tình huống cứu bóng khá xuất sắc vừa rồi của Tất Thái Nguyên. Tỷ số hiện tại đang là 15-40. Và tiếp tục là một pha return rất xuất sắc của Lâm Gia Lai trong tình huống vừa rồi. Và ngay trong game đấu đầu tiên của lượt trận vòng loại trực tiếp này là có một break được xuất hiện từ rất sớm dành cho cặp đôi được đánh giá là đồng đều hơn ở trong lượt trận này là Phong Bin và Lâm Gia Lai. Và ngày hôm nay ngày mà rất nhiều các siêu sao, các ngôi sao của làng quần vợt được xuất hiện ở trong ngày hôm nay. Như ở trên sóng livestream thì các bạn cũng có thể thấy sự xuất hiện của anh Lê Quốc Khánh này, tay vợt số 1 Campuchia Kenny Bull, và tay vợt là niềm tự hào của tennis Việt Nam và cũng là tay vợt số 1 Đông Nam Á, đó là Lý Hoàng Nam, cũng đã thi đấu lần lượt ở trên cụm sân trung tâm này. Và tất nhiên còn rất nhiều tay vợt khác được xuất hiện như Từ Lê Khánh Duy hay Tiến Thịnh hay các vận động viên của quân đội, các vận động viên vừa rồi đã từng tham gia giải vô địch quốc gia vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng quay lại với trận đấu game đấu thứ hai, game đấu mà Phong Bin người sẽ cầm ra bóng trong game đấu này. Là bóng cực kỳ khó chịu của Phong Bin. 30. Và người đang đứng cặp với Tất Thái Nguyên ở trong lượt trận này là anh Toàn Đất Việt. 40. Một ông bầu cực kỳ trẻ đến từ Lâm Đồng với một chiếc áo màu vàng, trang phục truyền thống của hội ông bầu Lâm Đồng, là kết hợp cùng với Tất Thái Nguyên, vận động viên đang khoác trên mình màu áo của team Thành Công Đắk Lắk. Bỏ hển rất chất lượng của Tất Thái Nguyên. Và đó là một tình huống backhand không hề nhẹ. Ông Lâm Gia Lai đã thử xử lý bowler cực kỳ tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Và 2-0 cho cặp đôi của Lâm Gia Lai và Phong Bin.
Và game đấu thứ ba, game đấu mà anh Toàn Đất Việt, người sẽ cầm giá bóng trong game đấu này. Và người đang xuất hiện trên màn hình của quý vị và các bạn là anh Toàn Đất Việt. Vô. Và game đấu thứ ba sẽ được bắt đầu với không có một tình huống giao bóng thử nào. Forehand không thành công của anh Toàn. 0-15. Đó là tình huống mà ép bóng cực kỳ nặng của Phong Bin dành cho anh Toàn Đất Việt trong tình huống giao bóng vừa rồi. Và tất nhiên là trong một kèo lệch như thế này thì bóng sẽ tìm được đến vị trí anh Toàn Đất Việt là rất nhiều. Bóng vẫn còn. Và đó là tình huống mà Lâm Gia Lai bắt bài không một sai sót nào. Những cử chỉ rất lịch thiệp của Lâm Gia Lai dành cho Tất Thái Nguyên trong tình huống nhấn bóng vừa rồi. Và tỷ số hiện tại là 0-40 và 4 cơ hội cho Lâm Gia Lai và Phong Bình để có break ở trong game đấu thứ ba này. Tình huống rắp sót không thành công của Lâm Gia Lai. Vẫn còn Tất Thái Nguyên. Phòng thủ cực kỳ lì lợm của Lâm Gia Lai. Và đến pha forehand vừa rồi là một điểm số winner cho Tất Thái Nguyên. Tất Thái Nguyên là một vận động viên với độ tuổi rất trẻ. Nếu vận động viên nhớ không nhầm thì tầm khoảng có 18 đến 20, độ tuổi của Tất Thái Nguyên vào thời điểm hiện tại. Và đó là một tình huống vô lê bóng khẽ trúng cạnh vợt và vào sân, đưa về một điểm số bóng vàng ở trong game đấu thứ ba này. Và Phong Bin người sẽ return bóng vàng trong tình huống này. Bóng vẫn còn, rất dẻo đến từ Tất Thái Nguyên. Và đó là tình huống mà anh Toàn Đất Việt thi đấu cực kỳ xuất sắc trong tình huống vừa rồi. 2-1. Phải nói là một pha bắt bài đến từ Lâm Gia Lai là cực kỳ tốt. Nhưng nó vẫn chưa đủ để kiểm soát tình huống vô lê trong tình huống vừa rồi. Khi cú forehand của anh Toàn Đất Việt, một cú running forehand bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Và tỷ số chúng ta hiện tại đang là 2-1. Lợi thế dần trước và đang thuộc về cho cặp đôi Lâm Gia Lai và Phong Bin. Phong Lâm. Hồi nãy đi tìm không tìm ra được, không có một thằng nào chụp đây. Hai sân để nó la ung sùm, nó bắt rồi bây giờ không cho xài nữa. Đó là một tình huống return forehand bóng đi ra ngoài của anh Toàn Đất Việt. Và chúng ta cùng chờ xem Tất Thái Nguyên sẽ làm những điều gì tiếp theo để đưa thế trận này về thế cân bằng. Một tình huống return bóng không qua lưới của Tất Thái Nguyên. Và xin chào tất cả khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Và đây sẽ là giải đấu mà cực kỳ đáng theo dõi ở tuần này. Và trong tháng này với một tuần ăn ngủ cùng với tennis ở trong siêu giải đấu của nhà khoa Bình An P-Dentistry.
Hải Long. Cùng xem lại pha highlight vừa rồi của Lâm Gia Lai. 3-1. Dạ, em xin chào anh Lê Hiệp và xin chào hơn 200 khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Lượt trận này là lượt trận vòng loại trực tiếp của cả hai cặp đôi. Và game đấu tiếp theo, game đấu mà Tất Thái Nguyên người sẽ cầm trái bóng trong game đấu này. Bóng vẫn còn, bóng bịt lưới quá khéo của Tất Thái Nguyên, một pha kêu bô lê mà Lâm Gia Lai phải đứng hình ở trong tình huống vừa rồi. À, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi livestream, hơn 250 khán giả đang xem và theo dõi trực tiếp ở lượt trận này. Bạch Hiền rất chất lượng của phòng bị, bóng vẫn còn. Và lần này là một tình huống Bạch Hiền bóng đi rất sát mặt lưới khiến cho anh Tàn Đức Việt phải xử lý vô lê bóng trong tình huống vừa rồi không chuẩn xác. Vẫn còn, di chuyển rất tốt của Phong Bin và lần này thì một pha may mắn từ anh Tàn Đất Việt, một cú vô lê bóng và rất lưới nhẹ nhàng lăn qua phần sân của đối phương. Vẫn còn, mất hình và đó là một tình huống bọc lót không thể tốt hơn của Tất Thái Nguyên. 40-15 liên tục là những tràng vỗ tay cổ vũ của các cổ động viên ở phía bên ngoài dành cho cặp đôi của Tất Thái Nguyên và Đoàn Đất Việt. Trận đấu sẽ bắt đầu căng thẳng hơn và gay cấn hơn ở trong các game đấu 6-7-8 tiếp theo. Vẫn còn, backhand lần này của Phong Bình thì địa chỉ lại đi vào thẳng lưới. Phong Bình là một vận động viên, theo vận động viên biết thì như Phong Bình đến từ Đà Nẵng. Và Phong Bình cũng đã có tham gia nội dung đơn nam bán chuyền vào ngày mở màn của siêu giải đấu lần này. Tỷ số hiện tại sau 5 game đấu thì cặp đôi của Lâm Gia Lai và Phong Bình đang tạm gác trước với tỷ số 3-2. Dạ, em xin chào anh Phong Vân, xin chào Idol gửi 5 cu. Dạ, anh như ở trên trang YouTube thì có trang YouTube của Tennis Wing Infinity và vẫn có livestream ở trên trang YouTube này, và livestream trên hai luồng song song vừa Facebook và YouTube. Và trong game đấu thứ 6, game đấu mà Phong Bình, một vận động viên từ miền Trung, sẽ là người cầm giao bóng. Và chúng ta cùng chờ xem liệu Tất Thái Nguyên và anh Toàn Đức Việt có tận dụng và bẻ được vách này để đưa
trận đấu về thế cân bằng hay không. Đó là tình huống bắt bài rất tốt của Lâm Gia Lai, rất nhẹ nhàng và cực kỳ tình cảm. Lưới đói. Đó là tình huống mà trọng tài xác định bóng trúng lưới và sẽ giao lại. Đúng rồi, xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đang xem và đang theo dõi livestream, những live stream share động lực mà để bình luận viên thể thi đấu sẽ bình luận cực kỳ nhiệt huyết trong lượt trận này. Và đó là một tình huống trọng tài là dấu hiệu dừng bóng bởi vì có tình huống bóng lăn vào sân. Tiếp đó là hai tình huống bóng giật lưới liên tục của cả bốn vận động viên ở trên sân Thất Thái Nguyên. Và đến tình huống sau của Phong Bình cũng là một tình huống giật lưới nhưng bóng đã được dừng lại và giao lại ở điểm số 15-0 này. Đây là lượt trận vòng loại trực tiếp, lượt trận playoff của cả hai cặp đôi. Cao. Đó là tình huống return bóng ra ngoài của Tất Thái Nguyên. Bóng cực kỳ dễ sợ của Phong Bình. Và đó là tình huống mà trọng tài xác định lỡ bóng 1. Và lần này thì pha vô lê trái tay của Tất Thái Nguyên, bóng đi không chính xác. Và tỷ số hiện tại của lượt trận với áp này đang là 4-2 nghiêng về cho Lâm Gia Lai và Phong Bình. Rồi, xin chào anh Tigon và xin chào hơn 300 khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Lượt trận của Lữ Hoàng Nam vừa được kết thúc ở lượt trận đầu tiên ở livestream trước. Với một chiến thắng dành cho Lý Hoàng Nam. Xin chào anh Quang Wadinka. Xin chào anh Dũng Cam Lâm và chào tất cả các khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Vừa rồi là một tình huống vấp chân nhẹ của anh Toàn Đất Việt. Tiến đi. Và có một chút nghỉ ngơi của anh Toàn Đất Việt trong tình huống vừa rồi, và có vẻ như tay của anh đã chống xuống đất và mong rằng là không có một chấn thương nào. Và lượt trận là sẽ được tiếp tục với quyền cầm đá bóng của anh Toàn Đất Việt ở trong game đấu thứ 7 này. Rất khéo léo đến từ Lâm Gia Lai. Và đó là tình huống mà trọng tài xác định của backhand vừa rồi của anh Toàn Đất Việt, bóng đi ra ngoài. Bóng 30. Không 30. Bóng vẫn còn. Tất Thái Nguyên. Phòng thủ rất lưu lợm đến từ Lâm Gia Lai. Không có một sai sót nào, cái lưới cực kỳ lanh lẹ, nhanh như sóc của Lâm Gia Lai.
Và tỷ số hiện tại đang là một lợi thế rất lớn để có game đấu thứ 5 dành cho cặp đôi của Lâm Gia Lai và Phong Bin trong lượt trận này. Không được rồi, một tình huống backhand không thành công của anh Toàn Đất Việt. Và tỷ số trận đấu hiện tại đang là 5-2 nghiêng về cho cặp đôi của Phong Bin và Lâm Gia Lai. Hết giờ. Và ở trong game đấu tiếp theo, game đấu mà Tất Thái Nguyên và anh Toàn Đức Việt phải cực kỳ cẩn thận trước một cơ số vốn rất dư đến từ Lâm Gia Lai và Phong Bin ở trong lượt trận vòng loại trực tiếp này. Nhưng sẽ là rất khó khi Lâm Gia Lai một kèo giá bóng cực kỳ khó và cái lưới nhập cực kỳ nhanh sẽ là người cầm giá bóng trong game đấu này. Và đó là 0-15. Một tình huống trả return rất lạnh lùng của anh Toàn Đức Việt. Tình huống trả return mà bóng pha return của anh Toàn Đức Việt rồi bay tới chỗ của bình luận viên luôn. Và đó là một tình huống mà có vẻ như Toàn Đất Việt chưa được tập trung vào trong tình huống vừa rồi. Và là một pha bắt vô lệ tốt của Phong Bin. 15 đều. Vẫn chưa có gì khó khăn cho cặp đôi trẻ và Lâm Gia Lai và Phong Bin. Không thể tốt hơn cho pha return rồi của Tất Thái Nguyên. Cực kỳ hay. Xin chào anh Linh Triệu Phong và hơn 250 khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Vậy là Phong Bin là người gốc Quảng Trị và hiện tại đang sinh sống ở Đà Nẵng. Và đây là match point đầu tiên, match point dành cho cặp đôi của Lâm Gia Lai và Phong Bin ở trong lượt trận playoff của nội dung Nordam 1850 này. Khoan. Không có gì khó khăn cho Phong Bin trong tình huống vừa rồi và trận đấu chúng ta được kết thúc với phần thắng thuộc về cho Lâm Gia Lai và Phong Bin. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở ngay những lượt là trường tiếp theo của nội dung Đô Nam 1850 vào trong những buổi sáng ngày hôm nay.